gặp mấy anh chị rồi đi ngang đừng có kêu kêu ngay trời. 97 rồi kìa, lấy 97 đi, luật nó quánh tôi sao mà tôi đỡ. Thương tôi dưới là chị đẹp Long Xuyên nó nhỏ xíu à. Dạ được, tôi là tôi tụt quần luôn á. Nè cầm đây, năm giấy nè. Nhỏ này để giờ mượn giờ số nãy mua của bà con kia cái cây chúng dắt mình đi Bạc Liêu chơi luôn nè. Rồi thấy chúng rồi đó. Ủa đây nào, Bạc Liêu đâu? Này sao Long An mà Bạc Liêu vậy? Rồi bà này ngày mai này tôi làm việc bà này nè, bà bán tôi 2 tờ số sổ rồi mà bà bán tôi. Bà này ngày mai tôi làm việc bà mới được. Bữa nay là mấy tây tháng 4 rồi? 7 tây tháng 4 rồi. Mà bà dám bán tôi 2 tờ này là giấy số bữa. Để mai tôi làm việc vậy, ngày nào cũng ghé nhà bán giấy số, dám bán giấy số. Không phải hai tờ này tôi cũ rồi, tôi đang ra đây trời. Xin lỗi ba đi, xin lỗi đi lộn rồi. Tôi tưởng tôi bán giấy số giả cho tôi nữa chứ. Long An đâu? Nè. 81 đôi 19. Rồi mình tưởng đâu mình lấy lộn, xin lỗi xin lỗi. 81 hay là mua số dục thí chổng không có giò đâu à. 94 83 94. Này để dành chơi đi. Còn hai tờ số này mua hồi nào tới giờ không biết nữa. Còn mới tin nè. Bởi vì bốc ra tưởng là người ta bán mình mới 6 tay. Dạ tưởng đâu là xí ba tú rồi chứ. Chú đẹp đẹp rồi, cự cự cái chú không chạy mua bên đây mở hàng bên kia coi trả luôn. Còn gì đâu em thôi cứ cứ tiếc cho lòng. Trời giá Phật thì chị đẹp buôn bán gì hoài ghê. Lên nhà có tiền bỏ túi làm chi. Mua 2 tờ giấy số chiều mai đi dục luôn. 28 này nha. Vé số đi. Ai mua số mộ tiếp gì đẹp đi. Bán ngày mai là gỗ ở Trung Quốc. Vé số đi. Bán 5 vé kìa. 5 vé gì đưa số lên cho khán giả ta xem kìa, ca sĩ Ngọc Đẹp. 65 97 17 05. Sáu mươi lăm chín bảy mười bảy không năm. Hy vọng là được vậy. Trời ơi, quá trời khán giả khen vậy đẹp của mày giỏi quá thôi.
Thả gì trái tim ơi. Sáu mươi lăm chín bảy mười bảy không năm nữa Thảo Hứa ơi, có muốn ủng hộ tiếp gì đẹp. Trời gì bữa nay nắng khủng hoảng luôn trời. Biết chưa, giờ tôi đi kiếm mà mấy vòng chưa? Ba vòng nữa, tôi đánh một vòng lớn hết trơn luôn. Ủa cuộc trưa nay mà đi đâu? Tôi chạy lên cầu tôi kiếm mà luôn. Ngủ trong nhà chứ đâu. Quá ổn phá lại mà ngủ trong nhà. Ngủ trong nhà chứ. Ngủ nhà nào? Đi vô là em thấy là tới bán cơm còn nói là ông Liêm mới vô kiếm bà đây mà nó mà ngủ nhà. Là lúc nếu mà nó gặp chị lúc đó mới em mới ăn cơm cái đạp đây nè. Có bà già qua quán phơi của bà chị chủ ngủ không? Đó, có bằng nè, mà cái lộn với cái con đầu dài nó tới giờ nghỉ luôn. Chỗ rồi nghe, uống thử mỗi cái chị đi. Thôi thở thôi. Rồi sức dầu hay tắm dầu, sức khuya lẹ hết trơn ngày trời. Sức dầu. Trời ơi trời, chắc ba bữa hết chai dầu quá. Năm vé 65 đi. Ok em. Em cứ kết bạn Zalo, anh cho số tài khoản gì kiếm này chị đẹp. Năm tờ 65 kìa, đưa lên cho khán giả ta xem. Đưa cái mặt số ra á chị đẹp, chưa thể hiện đủ năm con số luôn á. Không, tại là anh ngóng xong, ngóng nè, xong không có vô. Để thôi, vậy có trúng em tên tránh luôn á. Chưa, nó để dưới á. Sai ra chút xíu nữa. Ừ, rồi. Thứ một không? Một thứ không? Thứ thì đâu chìa ra đây đi. Đây cái nhà ở dưới số đây. Cái nhà đấy. Đây. Đây. Rồi một thứ của bạn Facebook của em là gì? Tại vì cái máy này anh đang live trực tiếp ở trên cái máy này luôn. Gì trời. Tới rồi đó. 65 nữa hả? Một thứ một. Cho tại sao chị thùng mà chị đẹp? Không có. Trời ơi, hai bà chạy dầu luôn ha. Ok. Rồi nữa Thanh Liêm sẽ chụp hình gửi qua luôn cho khán giả. Ok. Facebook là để là cái tên cái nick là gì để chút xíu chụp gửi qua luôn. Có khán giả hỏi giờ muốn mua mà không có tiền sang năm trả bán không? Không biết tới tôi rồi nghe. Bán luôn. Bán luôn kìa Mimi Trần ơi. Rồi tao mua hết luôn nguyên cọng số gà đếm đi. Không. Khùng mà khốn. Nó bán luôn gì tao mua giùm cho hết nguyên cọng tao không chịu. Sao vậy? Giờ nó để dành mai đi bán lắm mà. Hả? À, để dành mai đi bán không? Ẩm gài tôi đi gình tôi kiếm mà bán mà ngồi ở đâu mà tôi không gặp gì chứ. Bán đi chị cho mau hết vốn. Rồi trốn luôn phải không? Hả? À, bà gọi đâu bà chỉ tôi rồi mai tôi đi tìm rồi kìa. Cầm bán chứ đâu, tao bán cho ai coi. Coi thử coi buôn bán làm ăn sao. Biết đâu tôi lại bắt đầu cái ta nhạo vô tôi mua ầm sao trời. Trời ơi, tại người ta có mua hay không thì cái quyền nó của người ta. Còn mình mua hay không là quyền của mình. Chỉ chỗ cho bà bán rồi. Bữa này vừa phát bì thêm chút xíu nữa nè. Không mập nữa rồi đó. Ok. Nhận
rồi Trang Lê ơi. Trời ơi, Trang Lê lúc nào cũng gửi có dư hết trơn. Cho tiền xăng Thanh Liêm thôi. Cảm ơn Trang Lê rất nhiều nha. Cảm ơn Trang Lê đi chị đẹp. Rồi cảm ơn Thảo Hứa luôn đi. Tải cho tìm coi. Tim này tim không bị buồn ngủ hả gì không biết. Cà phê hàm rồi. Tái cử hả? Vô chưa? Hả? Chưa vô hả? Buồn ngủ quá gì rồi? Nó mới ngủ đây sao buồn ngủ nữa? Không biết nữa, không biết sao là buồn ngủ. Ai dám rồi? Trời ơi trời, gắm cửa mấy giang hồ trời. Xong mình lụm chân á bà nội. Nó quay lại nó quánh tôi với bà luôn á. Nó quánh mình thôi chứ mắc mới gì quá nè. Nhưng mà tôi là ngồi ở đây nè. Ông ngồi đó kệ ông, nó quánh tôi chứ nó quánh ông sợ. Rồi lỡ nó quánh luôn tôi rồi sao? Mắc mới gì quánh ông? Sao quánh trời? Đâu có chuyện gì của ông đâu mà đánh ông. Tại vì nói mình là hai chị em. Lấy thêm 5 tờ nữa đi anh ha. 5 tờ gì nữa bạn ơi? Đọc lại coi đẹp người ta. 97. 97 mấy nữa? 97. Cái gì nữa? 97. Cái gì má, 97 hoài. 5 tờ là 97. Bán thứ một luôn vậy hả? 97. Rồi, còn 97 đó. Nhỏ nẻ nẻ bán số nó chảnh quá ta. Nó không cần bán hay gì cả nhà. Gặp mấy anh chị rồi đi ngang đừng có kêu kêu ngay trời. 97. Rồi kìa lấy 97 đi. Nó quánh tôi sao mà tôi đỡ. Thương tôi dưới là chị đẹp. Long Xuyên nó nhỏ xíu à. Dạ. Được tôi là tôi tụt quần luôn á. Nè cầm đây 5 giấy nè. Nhỏ này cái này buồn bán nó khó khăn quá là. Chắc nó mới trúng số độc đắc hay gì đây nè nghe. Mới có mấy ngày không gặp đây bắt đầu thấy là vốn về mo ha. Đây 97 một thứ một. Một thứ 197. Rồi 15. Thứ 197 ngay cả nhà. Đây. 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 Đây cả nhà quan sát kỹ nghe. Rồi. Số tài khoản. Em chào chị Tư. Số tài khoản. Số tài khoản 0905123. Của bà hả? Vậy? Của bà hả? Đâu biết, tao đọc lại vậy đó. Tao đọc cái số mã và trên máy. Giờ này ít gặp chị ha. Đi đâu mà ngồi vô hứa không gặp bà luôn kìa. Lấy cái số tài khoản luôn tôi đọc cho. Nhiều khi mình la la với mình chè cái số lên trên mạng không biết có bị nấu gì không nhé. Thấy 0905123 hả? Đóng với số cũ còn trong bị nữa kìa. Thiệt chứ bộ. Mua không dò nó bài số mua không dò nó bốc tà lao. Chị Tư chào chị đẹp kìa. À xin chào. Ở số tài khoản của mình là 3 6 0 0 8 6 0 3. Ngân hàng Chiên Long. Mình đọc lại lần nữa nghe. Một lần được rồi, ta biết rồi. 3 6 0 0 8 6 0 3. Ngân hàng Kiên Long. Trời Phật, ai vô xin số chị đẹp nữa kìa. Có miền, số đâu xin. Miền Bắc số mấy kìa? Miền Bắc số 1. Số 1. Bấm lên thấy Lâm Thanh Liêm là đúng đó nghe cả nhà. Lâm Thanh Liêm 3 6 0 0 8 6 0 3. Rồi
Mày bắt số máy gì đẹp cho số của tao kìa. Cho gọi đó. Chết luôn rồi, vô nước luôn rồi, rồi nước nó chảy chiều rễ hôm nay nãy giờ. Chào Thủy Tiên nha. Chào Thủy Tiên.